Hiện tại thì ở nhà bạn dùng tế bào gốc như thế nào? À, theo chỉ định của chị thì một ngày em xài 5 lần, và chị nói là chỉ những ngày đầu thì xài 5 lần, sang những ngày sau thì xài 2-3 lần thôi, nhưng mà có điều kiện thì cứ xài nhiều một chút thì tốt hơn. Thì theo đó thì em những ngày đầu và những ngày sau em đều xài một ngày 5 lần hết chị ạ. Cho nên hôm nay là được 3 ngày điều trị rồi đúng không ạ? Thế Và buổi tối bạn có dùng cho chị kết hợp với lại cao cây lá thuốc không? giờ có Cái ngày đầu thì bạn cảm giác như thế nào và những ngày sau cảm giác sao? thì ngày đầu lên kim thì nó hơi đỏ, hơi rực, hơi nóng chút. Bởi vì Thì là lúc đấy là sang mình đang làm toàn bộ khuôn mặt rồi. và thì sang ngày thứ hai thì nó bắt đầu khô lại, thì nó hơi đen da đi một chút, kiểu đen đỏ. Xong sang ngày thứ ba là bắt đầu nó bong chóc thế này. Chi Sang bong trong này bạn có cảm thấy ngứa không? vâng có Nó ngứa như thế là do nó đang lên da non nhé. Bây giờ bạn ở nhà thì vẫn tiếp tục điều chị cho chị theo cái cách là một ngày bạn chỉ cần xài tế bào gốc 2 đến 3 lần nữa thôi. Sau đó thì bạn dùng cho chị cao cây lá thuốc kết hợp vào buổi tối. Và những ngày sau khi hết mà tế bào gốc rồi thì da bắt đầu lành hơn và có hiện tượng bong chóc nhiều hơn. Cho đến khi nào mà bạn cảm thấy rằng nó bong hết đi thì bạn có thể dán nước nghệ tươi. Sau đó thì bạn dùng nước nghệ bôi lên trên mặt một ngày 30 đến 45 phút cho chị, làm liên tục trong vòng 1 tháng để cho da nó được cải tạo tốt hơn đấy. Và bạn vẫn hàng ngày vẫn tuân thủ theo liệu trình thuốc đã được chỉ định riêng cho bạn nhé. Và chúc bạn có một làn da đẹp hơn trong những ngày kế tiếp nhé. Chào bạn nhé. Và em chào chị.